Nắng Gió Tây Nguyên TV cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Chào các bác anh chị, chào tất cả mọi người. Chúng ta lại gặp nhau. Thì sau khi vừa rồi em đã bỏ tăng cường phân 30-10-10 để thúc đẩy quá trình kéo đọt, mọc đọt và cây nó xanh phát triển nhé. Thì 3-4 bữa nay thì trời Tây Nguyên nó mưa dầm liên tục các anh chị. Hôm nay thì nó hơi đỡ mưa một xí, thì cũng lại tiếp tục ra vườn và thăm các dàn diễn viên điện tử sầu riêng đông con này. Thì đợt trước thì đại phân đến tưới, nhưng mà sau qua một đêm để sáng mai tưới. Nhưng mà rốt cuộc là sáng mai bắt đầu nó mưa nhỏ, hoặc là chiều cũng là nó mưa to luôn, mà mưa mấy ngày nay luôn rồi các chị. Thì mấy hạt phân thì nó cũng đã tan hết rồi, nhiều khi sợ là ngấm sâu quá nữa lên. Nhưng mà cũng kể là nếu mà nó mà ngấm sâu thì cũng đành chịu, biết là sao được các chị. Còn mình tăng cường là việc tăng cường để cho nó khi nó hấp thụ vào và nó phát triển cây, phát triển lá. Từ đây thì một số vẫn bị nấm mất cua đó, đốm đen đây các chị, có những hiện tượng nấm mất cua nhé, và về sự chết hút của nó. Cây thì nó phát triển đỏ cây này, đàn cây đấy. Những sợi dây em cột đợt trước thì vẫn đang còn để chưa tháo được, vì mình có một số là mình kéo về nó được về đúng vị trí rồi thì mình có thể tháo ra được, nhưng mà đôi lúc sẵn đi làm cảnh làm đồ tháo rồi, bây giờ không cầm cái tía nhỏ đi theo, đôi lúc thấy lại quên mất, sau lại quên mất không tháo được các chị này. Những số nào mà ấy nó phải chặt, phải tháo ra thì cho nó phát triển, nhưng có là nó bóp cây lại nó không phát triển nhá. Đấy, các chị quan sát cái dần đọt dần lá trên này, nhìn cực kỳ mập ú thông thoáng. Đấy, từ một cái cành nó vượt lên mà mình đã tiến hành bấm chặn đọt ra đây nha. Và bây giờ nó đi phà ra, nó đi ra ngoài, nó để thăm những cành cấp 2 như thế này đó. Những cành cấp 2 là những cành tương lai sau này để có thể cho trái đấy. Đấy, không rồi không bảo vệ được cái phần, tức là nó ăn cho răng cưa hết các chị thấy không. Đọt thì bây giờ đang tiếp tục phóng ra này, ủ mập, nó sẽ ngấm cái đợt phân này thì đọt nó sẽ khỏe, lá to xanh hơn đấy các chị. Đấy, cứ 3-4 bữa mà không ra vườn thì thấy nhớ các dàn diễn viên điện tử này các chị, những người tò mò ra xem coi nó phát triển, nó thay đổi như thế nào, nó có hiện tượng gì xảy ra không, để còn biết đường cắt xử lý, và đồng thời cũng chia sẻ video lên cho các anh chị cùng nắm bắt luôn. Đấy, các anh chị thấy không, nó ra này, cắt nát rồi nhá, nó ra như thế này là trời, nó mập này là sau đọt lá nó hơi có vị khỏe luôn. Đấy, cỏ thì mình đợt trước đã bung sới ở trong bồn, thì bây giờ cỏ trong bồn bắt đầu là thấy lại nó đang mọc lại các anh chị. Còn cỏ phía ngoài này là tốt lụ này, bông đầy rồi. Thì sau cái đợt mưa này thì em sẽ tiến hành, em cũng sẽ phát cho nó luôn. Đấy, đây những cà phê ăn ké này thì mình để thấp thôi, bấm cái đọt nó đi. Đấy, bấm đọt nó đi để cho nó sau nó ra những cành tăm, nó phủ tầm thấp nhưng nó không lấn át cái sầu riêng. Và những cái khoảng không này thì mình đang tận dụng được, mình kiếm được thêm ít hạt cà nha các anh chị. Đấy, những cây sầu riêng lớn này bắt đầu lú mầm nó rồi. Những cây tiêu thì những chủ răng cưa bắt đầu đã lấp lại bớt, nó nhìn đỡ răng cưa hơn, và cái lượng trái thì có đôi cây thì trái rất nhiều nhá, đó trái từ dưới lên trên luôn. Hy vọng rằng nó sẽ đậu đạt hiệu quả và chắc trái đạt thành các anh chị, để mình kiếm thêm cái nguồn thu nhập ở trong chung một diện tích khu vườn mà kiếm được 2-3 loại cây. Đấy. Thank you.
Đây, cái tơ này thì vừa rồi được uốn bằng dây và cột phủ cho nó để nó lên. Cái đọt từ phía trên quá chỉ quan sát là cực kỳ là mập luôn rồi, nhưng mà bắt đầu là nó lại có hơi hướng là xương cá tiếp rồi. Hình xương cá này, chia ra hai bên nhé mọi chị. Bây giờ là tiếp tục lên trên, mình phải uốn nắn cho nó lại tiếp. Còn cái bộ rễ nó thì như hiện tại bây giờ các bạn chỉ quan sát là cái đọt nó cực kỳ là mập. Đó, đọt cực mập. Hôm trước là ra nó đọt toàn là bị, nó bị quăn vô này nhá, nó bị cục, u cục. Và nó kiểu là nó không phát triển được cái đọt nó dài. Còn bây giờ hiện tại bây giờ thì đọt nó phát triển cực kỳ dài luôn. Đấy. Sau khi tăng cường thêm phân bón, siêu dưỡng cây, combi, vuông ở gốc và kéo đọt cho nó. Đồng thời thì vừa rồi có bỏ phân 30-10-10 cũng mồi cho nó luôn. Các bạn chỉ quan sát là sau tập trung trước và bây giờ thì có thấy là cái đọt nó đã phóng ra dài cả tầm hơn 20 phân rồi. Mà mọc đọt nhé, đọt nào đọt đấy thì nó mọc ấu cực kỳ đã luôn. Cây của nó thì tán bắt đầu là nó, mình đã chỉnh hướng nó thì nó đã đi được đều ra các hướng, nhưng mà bắt đầu lên trên lại tiếp tục lại đi xuống cá tiếp, lại mình phải tiếp tục chỉnh nữa rồi. Đấy, cũng lượng phân bón giống nhau, chăm sóc giống nhau, nhưng mà cái khu vườn trên này của phía trên của ông già thì đọt nó lại đi mạnh hơn, đọt ra đỏ cây và số đọt ra trước thì đã mở lá rồi, còn số này ra sau thì một số là bắt đầu là mở lá, là một số thì đang lá đỏ như thế này, mà nhìn cái bộ lá cực kỳ là khỏe nhá. Đấy, nó không có hiện tượng là quăn như quăn tít mép lá lại, mà đây là nó thẳng lá, nó duỗi lá như này. Sau khi nó mở ra thì hấp thụ lượng phân bón vừa rồi mình bỏ ra nữa thì nó cực kỳ là xanh bóng và nó phát triển. Bây giờ đã hiện tượng là tiếp tục có rầy là tấn công tiếp rồi các chị này, thấy không? Đó, những con này mà mình không xử lý nó là nó sẽ bị ăn cái lá mình hư hết. Nên là phải tăng cường quan sát và thường xuyên để mà mình có thể là nắm bắt được để xử lý nhá. Thì sau cái đợt mưa này thì cũng phải tầm 10 ngày là mình đã xử lý bảo vệ cho nó rồi. Thì sau 10 ngày thì mình tận mưa mình sẽ tranh thủ mình xử lý tiếp cho nó để bảo vệ trong giai đoạn giữa. Đấy. Nhưng không có này, vẫn chỉ quan sát này. Đó, mới đó bây giờ nó tiếp tục lại sơi tiếp rồi. Nó ăn hết cái bộ lá như thế này thì đâu còn lá, mình cứ kéo đọt nữa mà lá nó ăn hết thì cũng đâu có phát triển được đâu. Nên là mình muốn giữ được cây đọt, giữ được cái lá thì mình phải chăm sóc cho nó để cho nó bảo vệ nó nhé. Đấy, tiếp tục sang những cây khác các bạn chỉ cùng quan sát tiếp. Đấy, những cây này bây giờ phân bón là bây giờ không thể tìm thấy được rồi. Sau 3-4 ngày mưa là phân nó đã ngấm sâu rồi. Cái dàn lá, dàn đọt trên là đó, cái số mở ra và cái số chưa mở nhìn nó đỏ cây, nhìn cực kỳ đã mắt luôn. Đấy, cố gắng tận mưa mà phát ra là phải cấp tốc xử lý bảo vệ nó liền các bác chị. Chủ chốt cái đợt cơi này mình phải cố gắng bảo vệ, không thì nó sẽ mất cái lá, ảnh hưởng cái lá, tổn thương bộ lá thì nó sẽ không có cái bộ lá để mình làm trái tiếp theo nhé. Đó, toàn những chỗ nào chỗ kia là đâm chồi, đâm nách ra. Đấy, cái phần kéo khoảng không này mình kéo để cho tạo cái tán, do cái tán bên này nó thiếu thì nó cũng đã lấp lại được, nhìn cũng tương đối là ổn mắt rồi. Còn những cái chồi bơi thì nó cũng đã phát triển cực kỳ mạnh luôn này. Đấy, dài mập ok luôn các chị này. Mình giữ đến bắt đầu là thời kỳ làm bông làm trái thì làm mắt cua thì mình sẽ tiến hành cắt bỏ nhé. Vừa rồi xịt nhưng mà một số cái lá nó vẫn bị nấm hồng này, bị rỉ sắt đó, đủ kiểu nó bám trên lá này, nó làm tổn thương bộ lá này, rong rêu nấm mốc, nấm mốc đủ kiểu. Đấy, đọt đi cực kỳ đã luôn, nhìn ra cái bộ đọt nó phát triển thì mình thấy nó sướng quá chị. Đấy, công mình chăm sóc phục hồi nó này, đọt đây nó đi mập như thế này quá đã. Đấy, phía trên cũng thế này, trên đọt cũng đi đỏ luôn. Trời hôm nay mặc dù là có cái lượng vẫn đang mưa bay, có chỉ thấy hạt những hạt mưa bay không, nhưng mà vẫn cố gắng ra để thăm vườn và
xem nó có hiện tượng gì, vấn đề gì xảy ra, đồng thời cũng chia sẻ các anh chị cùng quan sát. Tiếp tục sang cây khác. Đấy, trong 5 cây nhỏ em mang ra trồng thì miếng cây nó đáng lẽ bỏ đi, nhưng mà mình chẳng vẫn cố ra để dặm lại những cái chỗ mà mình không không ấy, thì mình có trồng đại có nó sống không, nhưng mà rốt cuộc là đều sống hết nhá. 4 cây đều đẹp, còn cây này là xấu nhất. Nhưng mà bây giờ hiện tại bây giờ thì cây này bây giờ lá các bác chị thấy quan sát là cũng đã trở lại màu xanh và cây nó có sức sống rồi. Nó không còn vàng úa, không còn chậm phát triển như hôm trước nữa. Đấy. Nhưng mà nó chậm hơn thôi. Đấy, những hạt tiêu này. Nhưng trước là bị răng cưa này. Bây giờ nó cũng đã lấp lại hết rồi, đang còn một số những cái trái nhỏ 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 đang lú ra, nó dần dần là chỗ này nó kín mít luôn. Đấy. Cực kỳ đã mắt. Thì cái cây này hôm trước là em đã tiến hành là xử lý cái chỗ xì nước của nó, do cái cành của mình là trước cắt nó lồi ra các anh chị, thì chỗ cái cành nó bị thối, bị vi khuẩn tấn công vào trong đó. Thì nó xì cái lớp mủ nó ra và đã tiến hành cạo sạch sẽ và bôi siêu áo giáp vào rồi. Đấy, thời gian nó sẽ khô. Cây này nó bị hai chỗ nhá. Bị một chỗ dưới này nữa này. Nhưng mà chỗ dưới này có bác anh chị quan sát là bây giờ nó đã đùn cái vết thẹo nó ra này nhá. Đó, cái vết da non da của nó ra này. Và cái đồng thời nó khô, nó không còn bị rỉ nước nữa. Đó, cái chỗ đó đã xử lý thành công rồi nhá. Mưa bay đọng lại ở trên lá, kết hợp với những màu lá nó xanh to dày cực kỳ đã mắt. Cây này lại có hiện tượng bị còn gì chích hay là bị nó bắt đầu là đóng cục này nha bác chị. Nó đóng cục như này và sau đó đọt nó sẽ xoắn xoắn này nha, đọt nó sẽ xoắn xoắn lại, nó không phát triển, chậm phát triển nhá. Không biết hiện tượng con gì nó cắn hút, nó chích hút rồi nó bị teo hay sao.
với cái tơ là bây giờ bắt đầu là đi đọt lại rồi, nhưng mà vẫn có hiện tượng này, nó như cái trò chân nó có hiện tượng bị queo đọt, queo cái đọt lại, nó bị ảnh hưởng cái đọt nha. Đấy, tại cái này bây giờ nó phát triển nhanh này, chỗ dây cột bây giờ nó bóp lại rồi, bóp lên cả hai cái chuột tầng trên các chị, nên tạm thời mình nới cái dây này ra để cho nó đó. Nó bây giờ nó cần nó phát triển nhanh này, nó ủ to bề ra, cái dây là nó bị ảnh hưởng. Đấy, cái dây của nó này lên trên này, mình nới nhẹ thì hai cái cần trên kia nó cũng nới tay ra luôn, đó nó nới ra luôn, nó đỡ bóp vào trong cái thằng cành của nó nhé. Cho cành nó vươn cao quá em muốn kéo cái chỗ đó xuống, bây giờ thì nó cũng đã xuống tương đối rồi, thì giờ mình nới dây ra để sau mình mở đấy cái chồi này, chắc là lên tới đây là chặn lại để cho nó phát triển cành giới. Và bây giờ thì khi cành giới nó phát triển mập rồi thì mình lại tiếp tục cho chồi đi lên và tiếp tục để cái chồi đó, thì mình lại chia lên tầng cao thì mình cho bao nhiêu thì cho nhé. Thì nó có tác dụng của thằng chặn đọt thì nó sẽ nhân mập cành này ra. Đấy, đáng lẽ nó lên đây thì mình chặn chỗ này lại để nó vươn cần ra, sau thì cái đoạn trong này nó sẽ phát triển nó nhanh to hơn so với mình để tự nhiên thì nó vẫn to nhưng nó sẽ to chậm hơn nhá. Đấy, những cần như thế này đều chặn đọt đây, rồi là nó để nhánh ra hai cần, và những cần cấp 2 ra thì nó cũng tương đối là mập, và cái cần này thì nó cực kỳ nhanh mập luôn. Đấy, da đỏ gốc, đỏ da, rạn đỏ như này, cần nó mập. Đây toàn là phương án cột dây không, không biết là cô bác anh chị làm thì như thế nào, nhưng mà em thấy cột dây như thế này là nó rất hiệu quả. Thay vì mình sẽ cắt chặn những cái đọt của nó đi để cho nó ra một cái đọt mới thì nó lâu hơn. Những chỗ cần thiết thì mình bắt buộc phải chặn nha các anh chị, như chỗ này thì mình như cái đoạn này cho đi thì mình phải chặn này. Đấy, chặn này để cho nó đi phả ngang sang, đi ra ngoài đó, nó là cần cấp 2. Nhưng mà những chỗ mà không cần thiết và những chỗ mà có thể khắc phục được thì mình dùng dây mình níu xuống thì nó sẽ phà cái cành của mình, nó đúng cái thế của mình đi thì nó sẽ tận dụng cái cành. Và những cành như thế này các anh chị quan sát thấy không, ở trong này nó mập hơn này, mà ra đây là mình chặn lại đây thì nó sẽ cành này nó sẽ chậm lại một xí, mà dồn lực để nuôi thằng này, mà nuôi thằng này mập ra thì mình sẽ nhanh cho trái ở chỗ này được. Rồi sau đó cái những cành bên phía ngoài của nó mập ra thì ăn vừa tiếp theo nhé. Hầu hết cây này thì cây nào em cũng chặn hết này, đó, chặn ngang chặn dọc hết, bên kia cũng chặn hết nhé. Cây nó cực kỳ đẹp, thoáng, mập, lá thì nó xanh. Đây, cái đọt tiếp theo của nó đi này, đó, các chị thấy không, đào đọt này nó là đủ phân, đủ dinh dưỡng, mập ú, đầu nó phóng ra giữ được, bảo vệ được cho nó phát nữa là cực kỳ nhanh phát triển luôn. Đây, quá đã luôn. Nhưng mà mưa thì sẽ ngớt sớm, nhưng mà mưa nhiều quá thì nó cũng không tốt nhé. Mưa nhiều quá thì nó sẽ ra cái đọt nó chậm hơn, nó nhiều khi nó giống bị úng đọt nha các anh chị. Nó là vừa nắng vừa mưa thì nó đẹp. Nên là bảo sao về mùa khô là mình cứ tưới cho nó đều nước, đủ nước là nó nhanh phát triển hơn mùa mưa. Thì mùa khô là mình tưới cái lượng nước nó đủ vừa phải để cho cây nó phát triển, nó được có độ ẩm nó phát triển, và đồng thời bên ngoài thì nó có ánh nắng, nó hấp thụ quang hợp tốt hơn thì nó sẽ phát triển nhanh hơn mùa mưa. Còn mùa mưa thì lại không có sự quang hợp là một, không có đất thì ẩm ướt liên tục, nên là nó sẽ ảnh hưởng đến bộ rễ thì nó sẽ càng chậm phát triển hơn. Đấy, nên là bảo đợt này kéo đọt mà chúng mà mưa nhiều, lạnh, ảnh hưởng không khí lạnh của Tây Nguyên nó có lạnh nữa thì nó sẽ chậm ra đọt, sẽ chậm kéo đọt cho mình nhé. Đấy, cây nhỏ này thì hôm trước cột cái cọc mà bây giờ nó thấy cứng cứng là bây giờ lại tháo nó ra rồi,
thì lại gió rồi, các bạn chỉ thấy nó nghiêng nghiêng không? Đó. Bắt đầu lên trên nó yếu, nó phát triển nhanh quá, nó yếu là nó lại phải mình phải dùng cái cọc khác mà cắm vào mà cột, chứ không có là nó sẽ gãy mất. Đồng thời thì đấy, sâu bò rầy bỏ cánh cứng rồi tiếp tục lại ăn tiếp rồi. Đấy, các bạn chị thấy quan sát cái cây này. Từ trước là nó nhìn nó cùn cùn nhá, nó ra nó quăn quăn. Nhưng mà sau khi mình đã tăng cường thêm các loại vi lượng phân bón, bây giờ thì các bạn chỉ quan sát là hấp thủ thêm 30 10 10 nữa. Nhưng mà bây giờ đọt này nó ra đỏ và cái đọt nó có chiều hướng là nó mọc đọt ra này nha. Đó, ú đọt hơn. Nhiều khi là do là nó thiếu dinh dưỡng, cho cái đợt cây này nó nhiều trái quá nên nó bị suy không các chị. Đó, nó suy nên là sau khi mình kéo phải nhiều loại phân bón thì cái đất nó mới hấp thụ được, thì bắt đầu là nó mới đưa lên cây và cây bắt đầu là lá nó mới đọt ra, nó mới phát triển một đấy. Đây, một số lá nó mở ra này, nó bóng luôn. Đấy, kiểu giữ cái bộ tàn này, mình giữ được cái bộ lá này lên sau là kín mít cây luôn quá chị. Để anh xem nhá, quá tuyệt vời luôn.
mấy cái trên phía trên này, đi cực mạnh luôn. Đó, đỏ luôn. Trọt nó phóng ra dài nha mấy chị. Nhưng mà bắt đầu lại có hiện tượng này. Đó, nó ăn lá rồi. Cực kỳ là mập. Đấy, đọt. Quá tuyệt vời luôn. Sau này nó ngấm phần 30-10-10 vô nữa thì thôi rồi các bác chị. Đấy, chòm này đi đỏ luôn. Cây này thì một số ra trước thì bây giờ các anh chị quan sát là nó đã mở lá ra và bóng lá to lá này. Đã chưa? Lá. Kỳ đã mất luôn. Chòm này trước kia là bên phía này là nó bị lép tán, nhưng bây giờ quán chỉ quan sát thì bây giờ cái tán nó đã đầy đặn lại rồi, nó tròn tán rồi. Quá tuyệt vời rồi. Vậy là hôm nay sẵn trời mưa và đã sau khi bón phân ba số bón phân 30-10-10 các bác chị để tăng cường kéo đọt săn lá khỏe cây thì sau 3-4 ngày nay mưa liên tục này trời hơi rào rảo tận một xí thì cũng đi ra vườn thăm lại và quan sát cái dàn sầu riêng này, đồng thời thì cũng chia sẻ các bác chị cùng nắm bắt tình hình và sự thay đổi của cái vườn dàn sầu riêng điện tử sầu riêng Đông Con này nhé. Thì cũng rất mong sự đóng góp ý kiến và ủng hộ của tất cả các bác anh chị. Xin cảm ơn và xin chào. Hẹn gặp lại các bác anh chị ở các tập tiếp theo nhé. Nắng Gió Tây Nguyên TV cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Nắng Gió Tây Nguyên TV xin cảm ơn Waringuoi đã ủng hộ và đồng hành chúc kinh nghiệm và view EV Han Phuc Thanh Kong.